Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube đồ nghề nhặt bãi của mình ha. Thì hôm nay mình có ít đồ linh tinh ha, mình lên sóng với anh em. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình. Thì mình sẽ không có ship code nha anh em. Không có bao ship luôn. Anh em xem tới đây anh em thấy ok với anh em thì anh em mua, còn anh em thấy mà khó quá thì anh em cho qua giúp mình nha. Rồi, đầu tiên cái mã số 1. Mã số 1 thì mình có giá là 350.000. Thì ở đây mình sẽ có một cái cặp chống cửa ha, để tránh cái việc mà cái cửa của mình nó bị gió hoặc là bị xô đẩy tới lui đó. Thì đây, hai cái này là của Nhật ha, một cái lớn và một cái nhỏ. Đó, chất liệu của nó là bằng kim loại. Kim loại có thể là sắt anh em, sắt xi ở đây, còn bên ngoài là nhôm. Đó, một cái lớn và một cái nhỏ. Đây, hai cái nó sẽ có để anh em gắn vào cửa như vậy ha. Anh em đạp xuống thì anh em cố định. Anh em đạp cái này thì nó sẽ bật lên để anh em đóng cửa lại. Thì một cặp này là của Nhật nè. Rất là đẹp, mới chưa xài. Ở đây để mình bóc ra cho anh em xem. Đó, cầm rất là chắc ha. Anh em có thể là thứ nhất là anh em dán keo hai mặt. Đây nó có lớp keo hai mặt nè, anh em có thể bóc ra. Đó, thì mình sợ là hàng bãi lâu ngày anh em, cái lớp keo này không còn tác dụng. Cái thứ hai là anh em có thể bắt ốc nè. Ở chất liệu bằng nhôm rất là đẹp ha. Khoan ốc vô đây, cửa sắt, cửa nhôm gì cũng được. Ở đây, bốn con ốc để anh em bắt nè. Khi mà anh em cần anh em đạp cái này xuống kịch thì nó sẽ chống cái cửa lại ha. Cao su rất là mới, rất là đẹp rồi. Khi mà anh em cần hãm nó ra, anh em lấy chân anh em đạp cái này rồi búng lên. Đó, thì cặp này là một cặp lớn và cặp nhỏ ha. Đó, thì giá của nó là 350.000 mã số 1 nè. Rồi, mã số 2. Mã số 2 thì ở đây mình sẽ có một cái ổ điện ha. Ổ điện này là chỉ riêng điện 100V nha anh em. Anh em cắm 220 là nó sẽ nổ. Đó. Này điện 100V công suất là 15A. Con này là của Trung Quốc sản xuất dành cho thị trường Nhật nha anh em. Riêng dành cho thị trường Nhật đó. Cái này nó hơi dơ xíu à, về anh em rửa ra là sạch ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem nè. Nó sẽ có là ba cái lỗ cắm nè. Lỗ cắm này là cắm được cho phích cắm của Mỹ luôn nha anh em. Đó, bên trong bằng đồng rất là đẹp, có điều nó dính dơ nè anh em. Nó dính bụi ngoài bãi đó, thì mình bán giá là 120. Đó, anh em thấy bên to bên nhỏ là chân của Mỹ nè. Bên trong nó có cái lọc điện nữa nha anh em. Anh em cắm 220 là nó nổ nha. Đó, mình về mình được 3-4 cái, mình cắm một cái nó nổ vào 220 để thử thì nó nổ. Nổ ghê lắm. Đó, thì anh em sẽ xài điện 100V thôi nha. Đó, anh em để bàn làm việc nè. Ở đây nó có một cái để anh em kéo lên nè. Anh em gá vào đâu đó thì anh em gá cái này dính dơ. Đó, anh em kẹp vào đâu đó, ví dụ như cái thanh bàn thanh gì đó để anh em hoặc là anh em bắt ốc vào đây. Đó, anh em làm. Đó rồi, ở đây thì nó sẽ có thêm một cái cổng nè. Đó, anh em về anh em vệ sinh đi, tại vì nó đang bị dơ. Đó, đang bị dơ dính đất. Đó, ở đây nó sẽ có hai cái cổng để anh em sạc. Thứ nhất là điện thoại hoặc là iPad, nói chung là sạc cái gì tùy anh em. Cái hai cái cổng này là cổng thường nha anh em, cổng USB-C á, cổng này là cổng thông dụng nè. Sạc cho đèn pin hoặc là gì mà anh em cần, anh em thích thì anh em sạc. Rồi, dây của nó sẽ là dây được khoảng tầm là 2m ha. Dây này là dây 2m nha anh em, mình cắt ra luôn. Đó, dây là khoảng tầm được 2m và giắc cắm là giắc cắm gật gù. Đút liền nha anh em, giắc cắm đút liền gật gù. Rồi, dây ở đây sẽ là dây 2 ly. Lõi hai lõi nhân cho 2.0 nha, rất là đã nha anh em. Ở đây nè, thì mình có một cái mình thử điện 2.2 thì nó cháy á, đây nè, cắt ra nè anh em, thấy không? Dây rất là to ha, được bảo vệ để chống bị chày, chống bị đứt. Rất là đã luôn, mình cắt ra nó rất là khó nha anh em. Nè anh em thấy không, khi mà mình cắt ra nó không bao giờ nó được ngọt hết á, nó bị tình trạng là nó dai bởi vì cái lượng đồng nó nhiều và cái cao su của nó rất là chất luôn. Đó, thì đây là cái mình bị ấy nè, dây của nó là dài 2m ha. Dài 2m rất là đã luôn. Rồi, thì một ổ như vậy mình bán giá là 120.000. Đây mình cắm điện thử cho anh em nè, nó sẽ có cái đèn báo. Đèn báo ở đây. Đó, đèn báo là anh em biết có điện ha. Rồi anh em cắm thiết bị và anh em xài. Điện 100 thôi nha anh em. Anh em cắm 220 là nó nổ. Nổ. Ở đây nó có công tắc nè. Đó, anh em tắt. Tắt đi, mở lên nè. Đó, tắt. Ở đây sạc rồi, 120 ha, dây 2m ha. Cộng dây này là dây lõi 2.0 ha, giắc cắm là giắc cắm gạch gù nha anh em. Gạch gù là anh em cắm như vậy nó không có bị gập dây. Đó, ngang dọc gì cũng được mà nó rất là tiện. Rồi. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 thì mình sẽ có một cái cổ dê. Cổ dê thì cái vành thì nó là bằng inox và cái này nó sẽ là bằng thép, thì cái con này nó sẽ cho anh em siết là cỡ từ 19 ống 19 cho tới 21 ly. Đó, ống này là ống mà anh em gắn là siêu chắc luôn nha anh em, gọi là hàng nặng á. Đó, anh em siết nó rất là chắc. Đó, 10 cái ở đây mình sẽ có 10 cái, 1 2 3 4 5 6 10 cái thì mình bán giá 130.000. 130.000 anh em mua cái loại này chắc chỉ mua được chừng 2-3 cái anh em. Đó. Chừng 2-3 cái à. Đó, còn này mình bán 10 cái 130 ha, vị chi nó vào khoảng tầm là 13.000 một cái.
Ở đây rất là nặng nha anh em, mấy cái này rất là nặng và nó bằng inox nè, anh em siết vào là nó chết luôn cái cọng dây anh em đó. Con này siết nặng lắm. Đó, ốc ở đây là nó dùng cái ốc 8 ly để siết, à ốc 6 ly để siết ha. Nó siết là lợi luôn, anh em nhìn cái cơ cấu này chứ nó không giống như mấy cái thường mà trước mình hay bán. Cái đường kính ngang của nó sẽ là 17 ly. 17 ly là anh em sẽ siết được dày. Anh em vặn con ốc vào là cứng được lắm luôn anh em. Thì cái phần ốc này nó sẽ bằng thép mạ nha, còn cái phần vành này thì nó sẽ là bằng inox. Đó thì đây, mình sẽ được 10 cái ha. 10 cái này nó tương ứng với là nửa ký. 1 2 3 4 5. Hơn nửa ký á, 600 gram á, là một cái nó nặng lắm anh em. Đó, một cái nó tới 60 gram lận. Rồi. Mã số 3 nè, 10 cái cổ dê siết từ 19 tới 21, giá là 130.000. Rồi tiếp tục mã số 4 và mã số 5. Mã số 4 với số 5 thì mình sẽ có hai cái đĩa dành cho bên thực phẩm, nhưng mà nó mạ niken bạc ha. Nên là khi mà bên Nhật nó qua sử dụng rồi anh em, cái này nó không có được đẹp như những cái đồ khác ha, nó không có được đẹp tại vì cái này nó không nấu từ, thì nó sử dụng cho những cái việc mà trên bếp ga nè, bếp lửa nè, nên là nó hơi xấu ở cái bề mặt một xíu, nhưng mà nó không ảnh hưởng ha. Tại vì những cái đồ thực phẩm của bên Nhật á, nó sử dụng những cái phôi ra là phôi để làm ra là từ những cái phôi mà nó không nhiễm kim loại nặng. Đó, cái này nó chỉ về mặt thẩm mỹ thì nó chưa được đẹp lắm thôi. Đây. À, đây là một cái mâm lớn ha. Thì ở đây nó có cứng xíu nè. Anh em có thể dùng để anh em né ở trên bếp ga ha, không né được trên bếp từ nha anh em. Làm né hoặc là để những cái đồ như trái cây này kia cũng được, nhưng mà nó to nó nặng lắm anh em. Thì cái nhỏ sẽ là 230, cái lớn là 330.000. Tại hai cái này nó chênh nhau tới 1 kg lận. Đây, mình kéo cho anh em coi nè. Đường kính dài của nó sẽ là 45 anh em thấy không? 45 ha. 45 rất là to. Đó, 45 và ngang là 30, thì anh em có thể hình dung nè. Đây là viên gạch 40 của mình. Đó, viên gạch nhà mình là 40 thì nó đã gần hết cái viên gạch rồi. À, giá của nó là 230. Thì thằng này nè, đó anh em thấy không, nó sử dụng rồi nhưng mà tổng quan thì nó còn rất là đẹp ha. Đó, tại vì chất liệu của nó là bằng inox, nó không có hít nam châm, nhưng mà ở đây nó có mạ một cái lớp là Nikken Silver nè, tên là tên hiệu của Nhật nè, ở trên nè, Matio nè, mà mình hơi khó thấy ha. Anh em thấy không, chữ Nikken Silver là nó mạ một cái màu giống như là màu bạc đó, nhưng mà nó không hẳn là không phải là bạc nha anh em. Đó thì đây anh em để sử dụng bình thường mình rất là đẹp á. Những cái này nó sử dụng trong nhà hàng không ạ, nhưng mà mình dân dụng anh em, thì nhà hàng nó sẽ có từng đợt nó bỏ ra, thì cái này nó khi mà bỏ ra thì mình mua về mình sử dụng thôi. Đó, đây đẹp lắm. Đó, nếu mà so ra đẹp như mới thì không được nha anh em. Đó đâu, đó cho anh em quay nè, ở đây nó có đốm nè. Đó, còn khi mà sử dụng trên lửa rồi anh em thì nó sẽ có những cái nám như vậy ha. Thì cái này là cái chuyện bình thường, tại vì giống như việc mà anh em mua một cái vị nướng về đó, anh em nướng một hai lần, kể cả anh em mua những cái vị nướng bằng inox 400-500 ngàn, 700-800 ngàn, anh em nướng một hai lần là nó vẫn có cái màu sạm y dày ha. Và anh em không thể nào anh em rửa sạch được, tại vì nó làm nám cái kim loại rồi. Đó đây ha, thì nó vẫn có cái nám nè của cái nhiệt ấy nha nè. Đó. Đó rồi, đây rất là đẹp ha. Thì cái này nó có cứng một xíu ở đây, cứng một xíu nè, do bãi nè. Đó, mình mô tả rất là rõ ràng cho anh em, để nhiều khi anh em nhận hàng và anh em thấy cứng cái này kia đó, anh em chịu khó coi kỹ giúp mình. Cái nhỏ nè, rồi đây là cái lớn đây. Đó, cái lớn thì những cái khác đè lên này kia nó bị chày cái bề mặt một xíu nè, anh em có thể nhìn vết chày. Mình không biết nó là chày hay là do nám của cái việc mà nó nấu trên lửa anh em. Nhiều khi anh em né một cái gì đó, anh em nấu trên lửa xong rồi anh em quên chưa kịp cho dầu, xong cái nám, phần nám nó cái phần giữa nó sẽ bị đen một xíu đó, thì khi rửa anh em phải chà. Đó, cái này nó nặng lắm. Đây đó, đúng rồi, cái này là việc của giống như là nó bị cái kim loại nó bị quá nhiệt anh em. Khi mà anh em giống như anh em né như mình hay nói đó, chưa kịp đổ dầu mà lửa nó nóng quá là nó sẽ bị nám ra như vậy ha. Đó, nhưng mà nó rất là dày nha anh em, nó dày lắm. Cái lớn này thì mình sẽ đo kích thước cho anh em. Cái lớn này chắc nó dài khoảng 60 quá, nó là 50 anh em, 50, còn bề ngang của nó sẽ là 35 ha. 50 và 35, cái này nó nặng hơn 2 kg, à nặng gần 2 kg. Anh em cầm nói chung là mỏi tay, cầm như vậy là mỏi tay, anh em phải cầm như vậy. Đó, nếu mà anh em để một con cá hoặc một cái gì lên nó nặng 4-5 kg là bình thường nha anh em, to lắm. Đó, 50 ngang là 35. Đó, thì anh em sử dụng cái gì, nói chung nó dày lắm nha anh em, nó cực kỳ dày. Đó, mình cầm trên tay mình mới thấy cái chất của nó thôi. Thằng này cũng vậy ha, thằng này cũng là Nikken Silver nè. Đó, Nikken Silver nó mạ một cái màu như bạc đó, nên mà khi lên lửa anh em nó sẽ bị nám nám như vậy. Đó, nhưng mà tổng thể thì rất là đẹp ha. Rồi, tiếp tục mã số 6. Mã số 6 thì mình sẽ có một cái bàn quay, bàn cắt mì của Ý ha, giá là 700.000, mã số 6 nè, của Italy.
đó, Made in Italy bởi Marquetto đó, đồ dùng trong nhà hàng nha anh em, đồ dùng trong nhà hàng đó. Cái này thì dùng quay tay, nó có một cái tô quay tay nè, ví dụ như anh em cán cái sợi mì nè đó thì anh em quay như vậy đó, ở đây nó sẽ có một cái phần để anh em chỉnh nè đó, chỉnh cái độ ấy của sợi mì đó, thì anh em bỏ ra anh em vặn nè đó, anh em kéo ra anh em vặn đó, chỉnh cái độ hở của cái sợi mì anh em đó, đây đó, anh em thấy không, nó hở ra rồi nè, nó hở ra một khúc rồi nè. Rồi cái thứ hai là anh em sẽ cắt cái sợi mì đó, cái cắt cái sợi mì này á, thì đây là cái cắt cái sợi to nè, thì anh em thấy cái đường răng nó to nè, thấy chưa đó. Còn tiếp tục qua cái sợi nhuyễn á, thì nó sẽ nhuyễn hơn đó. Đồ này là đồ dùng trong thực phẩm còn cực kỳ đẹp luôn đó, mình chưa có vệ sinh nha anh em, chưa có vệ sinh luôn đó, rất là đã đó. Ở đây nó mất một miếng cao su rồi đó, anh em về có thể chêm cái miếng cao su khác vô. Cái giá này mình bán giá là 700 ngàn đó, mã số 6 một cái đồ quay mì. Rồi mã số 7 thì không có, tại vì mình ghi lộn anh em, mã số 7 không có thì mình sẽ chạy qua mã số 8. Mã số 8 thì mình sẽ có là ba cái đồng hồ, một cái đồng hồ áp 60 kg, đồng hồ dầu ha, à, đồng hồ dầu chất liệu là bằng inox à, inox đây, một cái bề mặt của nó, mặt đường kính của nó sẽ là 70. Rồi thằng này áp là 6 kg gắn đồng hồ hơi ha, bằng thằng này là bằng thép nha anh em, thằng này không có dầu. Rồi tới một cái đồng hồ mặt rất là to, dành cho anh em nào mà gắn những cái máy hơi nhỏ nhỏ, cũng QK răng 21, đường kính là 100 đó, 6 kg thôi nha anh em. Đó, ví dụ như anh em gắn lên cái máy hơi đó, nhìn rất là đẹp, anh em nhìn từ xa là anh em biết rồi, con này là của Thụy Sĩ ha, QK nè, ở trên này là switch nè, đó, hơi khó thấy nha anh em, switch đó, switch ở trên này. Rồi ba cái này mình bán 150 thôi nha anh em, một cái này là anh em đủ tiền rồi. Rồi tiếp tục mã số 9, mã số 8 rồi, mã số 9 thì mình sẽ có giá là 400. Ở đây mình sẽ có là một cây kìm nè, một cây kìm này để làm gì thì mình không biết nè. Kìm này là bấm giống như để anh em bấm những cái cạnh, những cái ấy đó anh em đó, thấy không, ghép những cái cạnh nè đó, bấm những cái cạnh nè đó, để khi mà anh em gia công đó, đó bấm những cái cạnh nè, anh em thấy không đó, nó tròn tròn nè, anh em bóp những cái cạnh rồi rất là bén ha. Thứ hai là cái kìm kìm bấm cót, kìm này đây, kìm này thì hoạt động không được chân chu lắm ha anh em ha, vẫn sử dụng ok. Rồi thứ ba là một cây kìm răng cọ còn đẹp của thằng chắc mắt đó, bạn đặc biệt Besico nè. Rồi thứ tư là một cây bấm cót, bấm cót đời Tống ha đó, bấm cót đời cổ đó, bấm cót cót trần, cót này là cỡ cót 8 ly. Rồi mã số 9 là một cái bún mực, cái này giống của Mỹ lắm, màu nhôm này của Mỹ ha, bún mực là Made in the USA. Bún mực là kiểu như ngày xưa mình làm vậy nè anh em, xong mình bún cái xong rồi nó ra cái đường mực cho anh em đó, nó ra cái đường mực vậy ha, của Mỹ nha. Rồi cái thứ tư là cái cắt gạch, gạch này là gạch chắc tầm được chừng 15-20 vậy anh em ơi, gạch 15 ha, của Nhật đó đây đó. Thì 1 2 3 4 5 6 món này mình bán giá là 400 ngàn, có nghĩa là một món nó khoảng tầm là 65 ngàn ha. Đó, mình giống như là mình thanh lý vậy đó anh em. Đó anh em, hai món hữu dụng nhất á, là cái này, là một cái cây kìm này ha, cây kìm này với một cái bún mực và một cái cây kìm này, đó là mình thấy nó là hữu dụng nhất. Còn những cái này anh em có thể tận dụng, anh em xài, nói chung là đồ xài được hết chứ không phải là hư nha anh em nha, tại vì hư thì mình sẽ nói là hư đó. Còn cái bún mực này anh em nào mà sưu tầm thì quá bài luôn, nó còn sử dụng tốt anh em đó, của Mỹ ha. Rồi ok, rồi tiếp tục mã số 10. Mã 10 thì mình sẽ có một cái mũi khoan rất là lớn, giá 650 ngàn. Con này là mũi khoan của thằng Boss, không biết là của Nhật hay là của Đức đây. Con này của Nhật ha, của Nhật, của Nhật nè, Made in Japan. Con này mũi khoét là phi 110, mình bán giá 650 ngàn. Con này cực kỳ đẹp luôn đó, mũi SDS nha anh em, có chống tâm luôn, đầy đủ cực kỳ đẹp đó. Đây mũi SDS nè anh em, khoan những cái mũi máy mà chuyên rút lõi á đó. Đây rồi, đây là chống tâm và đây là hợp kim kim cương đó, mài kim cương ha, nó có phủ một lớp kim cương chứ không phải hợp kim anh em. Nó đây đó, cái đế này anh em có thể thay được hay gì á đó. Rồi ok ha, cái này anh em có thể tháo được, anh em chuyển qua một cái ấy khác, cái kiểu khác giống như vậy được ha. Rồi thì cái mũi này phi 110 còn rất là đẹp luôn, khoan được có lần hai lần à đó, được một lần nhưng mà khoan cái gì đó, không phải là gạch nha anh em đó, giống như nó dính cao su nè. Đó, tại vì nếu mà khoan tường khoan gạch đó, thì nó sẽ có dấu hiệu dính khác. Nó xài chắc đường lần, phi 110 ha, 110
mũi SDS rồi, giá này mình thanh lý là, mình bán là 650.000. À, bán 650 mã 10. Rồi mã 11. 11 thì mình sẽ có một cái ấm mới chưa xài. Ấm này giá là bao nhiêu? 650 luôn. Mới chưa xài nha anh em. Còn nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện luôn. À, để mình coi dung tích, dung tích của nó là 2.5, nấu được trên tất cả các loại bếp, mà bên trong là mới ken xà beng. Ha, à, made in Japan ở đây. Chất liệu thép là 18/18. Nói chung mấy cái đồ thực phẩm này anh em nhìn rất là đẹp ha, mê lắm. Ở đây giá của nó là 650.000, đóng cái nắp lại. Rồi, ok. Rồi tiếp tục mã số 12. Mã 12 thì mình sẽ có một cái túi nè, một cái túi mới chưa xài nha anh em. Túi này là mới chưa xài để anh em đeo nè. Đeo anh em làm đồ trên cao, anh em sẽ đeo vào như vậy. Đó, đeo vào như vậy và nó sẽ ra những cái đồ để anh em ấy nè. Thấy không? Đó, hình dung cho anh em một cái túi đeo ha. Ví dụ như anh em để mấy cái máy móc này kia. Đó, để ở phần này. Rồi. Cái thứ hai là anh em sẽ có một cái dây để anh em ngang hông. Ngang hông nè. Đó, cái này anh em sẽ móc lên. Ví dụ như anh em có lỡ tay, anh em tụt chân, tụt gì đó, cái này nó sẽ đứng lại ha. Còn anh em kéo từ từ thì ok. Đó, đây là cái con khóa cho người tải trọng dưới 100kg của Nhật luôn nha anh em. Cái này của Nhật luôn. Đó, anh em muốn tháo ra anh em phải bấm cái này. Cái này lâu quá mình không có xài cái này. Đó, rút lên như vậy là anh em phải dùng hai tay ha. Đó, kẹp, bấm cái này xuống nè. Bấm cái này xuống, đẩy lên, xong hai tay này bóp lại. Đó, để tránh cái trường hợp là ví dụ khi mà anh em quơ trúng cái gì, trúng đồ này kia á, hoặc là anh em muốn tháo một tay á, anh em không có bao giờ anh em tháo được, kể cả anh em có cầm như vậy anh em cũng không có ấy nào được, chỉ có bấm dây đứng ra kéo lên thôi. Đó, rồi ok ha. Rồi thêm một cái cọng dây này. Cọng dây này là để anh em di chuyển nè. Đó, cái phần này anh em có thể thay thế nè, ví dụ như đó anh em có thể kéo đi. Đó, khi mà anh em đứng nè. Đó, cái này móc vào cái gì đó tùy anh em. Rồi. Ha, thì tất cả này, mã số 12 là 450.000 một cọng dây thần. Ở đây, cái này có khóa an toàn luôn. Đó, cọng dây thần này là zin của nó nha anh em, không có một không ấy ha, chỉ có là nó hơi cứng xíu thôi. Đó, vẫn bẻ được. Dây này là dây cỡ lớn. Rồi. Thì ba cái này, 1 2 3 mình bán giá là 450.000. Rồi, tiếp tục mã số 13. 13 thì đây, mình có một cái bếp ha. À, cái đèn sưởi ấm vào mùa đông, à sưởi ấm khi mà anh em đi camping, giá của nó là 1.2 triệu, mã số 13. Ở đây nó sử dụng bình ga thông dụng ha, bình ga thông dụng là bình ga của Việt Nam mình đó, anh em có thể thấy nè, Namilet nè, anh em mua đâu cũng được. Thì cái bếp này mình bán giá là 1.2 triệu, anh em có thể xếp gọn anh em đi camping ha, anh em xếp gọn anh em đi camping, rồi khi mà anh em mở ra để anh em xài á thì nó sẽ là sưởi ấm, nó rất là nóng nha anh em, nó cực kỳ nóng luôn, anh em chỉnh được to nhỏ. Rồi cái này cuối clip mình test sau cho anh em, giá của nó là 1.2 triệu. Rồi mã số 14. 14 thì đây mình sẽ quay mô tả cho anh em rõ. Thì đây là mình có một cái bàn ép ha, bàn ép này là bàn ép thủy lực, anh em có thể kết hợp với cái tay bơm. Đầu tiên là cái tay bơm đi, tay bơm này anh em không thích xài thì anh em sử dụng cái bơm điện hoặc là bơm khí, nói chung là bơm gì tùy anh em. Đó, đây đây là cái tay bơm ha, made in Japan nè. Đó, tay bơm này nhỏ ha, phù hợp với con này, tại vì con này nó chỉ có 4 tấn thôi. Đây mình cho anh em coi kỹ nè về cái thông số con này ha, bàn ép 4 tấn, lực ép của nó sẽ là 40 kN. Hành trình của nó tối đa là 198 ly, thấp nhất là 70 ly. Đó, đây. Đó, tối đa là được 20 ha, áp tối đa sẽ là 620 kg. Đó, con này thì nó ép sẽ là 700 kg ha. Con này 700 kg. Rồi tình trạng mô tả của cái bàn ép này thì đây, đầu tiên toàn bộ nó sẽ là nguyên zin ha, nguyên zin nguyên bản, có điều là do nó để ngoài bãi anh em, thì những cái lớp xi này nè nó bị bong chóc. Cái điều này nó không ảnh hưởng tới cái kết cấu và cái công năng sử dụng của nó nha anh em. Đây anh em có thể nhìn nè, nó đốm nó ghẻ y như là còn một con chó vậy đó. Đây đó, nó gọi là nó bong cái lớp xi nắng mưa đó, rồi nó ra tới rỉ sét đó. Thì mình đã mở cái này ra và mình phải tra dầu vào cho nó trơn tru. Rồi còn lại phần ti cốt là này kia mình không can thiệp nha anh em, nguyên bản. Rồi ở trên này á thì anh em thấy nè, nó có một cái tay để thường anh em quay như vậy đó, nhưng mà nó bị gãy hai bên nè, mình phải dùng cái mỏ lết răng để mình vặn cho anh em, tại lúc đầu nó cứng đó, như anh em thấy nó cứng nè, mình phải tháo cái cốt này ra để mình vô mỡ đó. Thì nó có dấu ở đây,
Thì cái này đơn giản thôi anh em, về mình làm một cái con ốc ở trên này, mình dùng cờ lê mình vặn. Tại vì cái bản chất của con này là nó rất là nhẹ. Nó nhẹ là để sao? Để anh em canh chỉnh cái cữ ở dưới này nè. Ví dụ như anh em ép những cái đồ mà nó cao thì anh em vặn nó lên ha. Ép đồ những cái đồ cao, đồ rộng xíu thì nó anh em chỉnh nó lên. Còn anh em mà muốn những cái đồ mà nó ấy hơn á thì anh em vặn xuống nó xuống. Rồi thì cái con này là một cái con nó nhỏ mini ha, thích hợp cho anh em làm việc nhỏ hoặc những cái xưởng gia đình anh em làm nhỏ xíu thôi. Anh em cần anh em ép và nó ép bằng thị lực ha. Lực tạo ra sẽ là 4 tấn. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái bàn khung của nó rất là chắc ha. Tem mạc ở đây thì nó hơi bong hết rồi anh em ơi. Nhưng mà không ảnh hưởng gì nha. Tại vì về cái bản chất của nó thì mình vẫn bao là hoạt động tốt. Đó, giá của nó sẽ là 3,8 triệu. Anh em không lấy cái tay mini này thì anh em trừ ra 1,5 triệu cho mình. Tại vì nguyên một cái bàn này nó sẽ nặng khoảng tầm là 25-26 kg gì đó, mình không nhớ chính xác ha. Nó khoảng tầm đó, nói chung nó nặng lắm. Nó nặng lắm. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối để mình thử cho anh em. Đó, để mình vặn cái này vào nha. Để mình vặn vào cho nó dễ. Rồi thì mình đã vặn xong ha. Đó, bây giờ mình sẽ khóa cái tay ben này lại. Ôi da. Để mình đã xích ra đây cho anh em coi tổng quan nó dễ rồi. Thì mình sẽ đưa cái này vào để thử cho anh em. Đó, vặn cái này chắc vào. Đó. Thì khi mà anh em ép cái bàn ở dưới nó sẽ lên ha. Đó, anh em ép càng nhanh thì nó lên càng lẹ thôi. Đó, nó sẽ lên. Đây, mình khi đó mình sẽ tiến hành mình đưa vào cái đồ cần ép nha anh em. Đó, ví dụ mình ép lên vậy. Đó. À, mình ép lên vậy. Đó, lực tối đa của nó sẽ là 4 tấn rồi. Bây giờ mình sẽ xả nó ra. Đó thì nó sẽ chạy về cái đồ mình cần ép á. Thì đây, nó đã dịp lép. Anh em có thể nhìn ha. Đó, thì cái này nè, ví dụ cái đồ anh em ép á, nó rộng hơn hoặc là nó thấp á, thì anh em có thể điều chỉnh cái này. Đó, điều chỉnh cái này như cái tay mình đang vặn nè. Đó, cái tay mình đang vặn ở đây. Đó thì anh em điều chỉnh. Đó, cái này thì anh em có thể làm cái con ốc hoặc cái gì vặn cũng được, nó nhẹ lắm anh em. Rất bản chất của nó phải là nhẹ ha. Rồi, bây giờ thì khi mà mình cần á thì mình vặn cái con núm này lại. Vặn cái núm này lại rồi. Mình đưa vô để mình ép tiếp tục ha. Rồi, đây mình vặn vô mình ép nè. Đó thì khi mà mình đẩy nhanh, đẩy mạnh vậy thì cái này nó chạy lên. Để mình nhả ra anh em. Rồi, nè, đó, tiếp tục ép. Đó, ép thì cái này nó sẽ chạy lên. Đó, cái này thực ra mình ép cũng không đúng đồ tại vì mình ép giấy anh em ơi. Đó, ok ha. Đó, hoạt động ok ở đây. Thì cái này ngoại hình của nó ở tình trạng là khá thôi nha anh em. Đó thì những cái này nè anh em thấy không, nó bong chóc chứ cái này mà mua mới 100% nó nguyên bản, nó cực kỳ đẹp luôn. Tại vì thằng này nó mạ chrome. Nó mạ chrome. Đó, mình để mình quay một vòng cho anh em coi. Nó mạ chrome. Đó, nhưng mà nằm ngoài bãi quá lâu rồi anh em nên nó có bong chóc nè. Đó, bản chất của người ta là thép đen. Thì anh em xài một thời gian á, dầu mỡ nó sẽ bám vào đây, nó sẽ tự kháng rỉ tự nhiên thôi. Đó, nó sẽ không có bị rỉ thêm. Đó, còn nguyên bản của nó mạ chrome nhưng mà nằm ngoài bãi quá lâu rồi nên nó sẽ xảy ra tình trạng này. Đó, nó quăng quật ngoài bãi này anh em. Những cái thanh thép này là nó dày tới đâu đó là khoảng tầm là 2 phân á. Thép này là dày 20 nè. Đó, anh em thấy không? Thép dày 20 mà nó còn bị cứng hàng nè. Đó, con này rất là nặng, nặng lắm. Thép là 20, cái khung thép là khung 20 nha. Đó, bị chặt một cái y như là một cái vết chém vậy đó. Đó. Thép là cái khung này là khung dày 20. Đó, cho anh em coi cho nó kỹ. 20 ha. Tay này là lực ép cho tạo ra cho thằng này là được 4 tấn. Đó, mini rất là nhỏ gọn. Cao chỉ khoảng tầm là 4 khoảng tầm 50 ha, rộng là 25. 25 20 nhỏ gọn. Đó. Đặc biệt nó rất là chất. Đó, nhưng mà có điều là do thời gian lâu ngày á nên nó bị rỉ sét nè, nổ xi thôi thì nó ra cái lớp thép ở bên trong. Đó. Nói chung là đẹp, mình đã vô mỡ bò hết rồi nha anh em. Phần này mình có can thiệp nè, là như mình nói là mình có vặn nè. Còn phần dưới này là zin nguyên bản, mình không có mở ra anh em. Đó, những ốc này là mình không có mở ra. Đó, tại vì khi mà mình ben nó, ti nó lên nó quá đẹp rồi anh em, mình không cần phải can thiệp nữa. Đó, chừng nào ti xấu thì mình báo ti xấu rồi bỏ thôi. Tại vì ti xấu là ti rỗ là thua nha. Đó, ti thị lực rỗ là thua. Đó, còn ở trên này thì tình trạng nó vậy, tại vì nó là những cái vật nó không có được bảo vệ như bên trong cái khung này nên là nó có nè, nó gãy cái này nè. Đó, đúng ra nó có một cái chữ T để mình quay nhưng mà bây giờ nó gãy rồi. Đó, thì anh em có thể dùng cái cách khác, hàng cái con ốc lên rồi dùng cờ lê vặn thôi. Rồi, con này giá 3,8 triệu ha, không lấy tay trừ ra 1,5 triệu. Rồi bây giờ mình đi test cái bếp. Rồi đây anh em, thì đây là cái bếp ha, mình chưa có bật. Đó, rất là đẹp. Nói chung nó không có gì phải bàn hết á. Đó, quên chưa gắn tay ga, để đi gắn chai ga. Rồi, gắn chai ga xong rồi, bây giờ mình mở cái này nha anh em. Mở cái này.
Đó, bây giờ nó đốt lên từ từ nè, nó độ được thì nó sẽ sưởi ấm cho mình. Đó, nó sẽ chuyện, nó nóng bà cố luôn nha anh em. Mình chỉnh nhỏ lại coi nó lên lớn quá. Đó, này anh em đi camping mà mưa gió hoặc là gì mà anh em cần sưởi ấm, chai ga thôi là anh em sưởi tới đâu luôn. Nó độ rực như quả cầu lửa anh em. Đó, anh em không có, anh em ví dụ như anh em ngồi đây đi. Anh em ngồi chắc phải cách xa 1 mét á. Cách xa 1 mét á, ngồi giống kiểu như vòng tròn anh em. Chứ còn mà ngồi gần gần mà 1, 2 ở đây là nóng lắm. Nóng cực kỳ. Đó, nó sẽ lên cái quả cầu như vậy. Đó, hơi cũng bốc lên luôn. Nóng kinh khủng luôn nha anh em. Của Nhật ha, con này là của Iwatani. Đó, bây giờ mình vặn lại nè. Nó nóng quá chịu nổi, Iwatani nha. Nó rất là đẹp luôn. Đó, sử dụng ga bình thường của Việt Nam mình đó. Rồi, con này giá chịu 2.